Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog Team Thi Thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những trải nghiệm thú vị và những thông tin hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bonsai 4-5 tỷ đồng tại triển lãm suối tiên không xứng đáng. Những cây được cho là có giá tiền tỷ tại lễ hội triển lãm bonsai tổ chức tại suối tiên chưa đạt được tiêu chí tối thiểu về đồ cổ. Lễ hội triển lãm bonsai và Suzuki châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15 năm 2019 đang tổ chức tại suối tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút được sự chú ý của nhiều người bởi những chậu cây được cho là có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Một người chơi cây cảnh có tác phẩm được trưng bày tại lễ hội cho biết, giá bonsai tại đây thường tùy vào loại cây, độ tuổi chế tác nên sẽ có mức giá khác nhau, do là dạng cây kiểng được chăm sóc uốn nắn kỳ công. Và tùy vào tay nghề, sự sáng tạo của từng thợ mà giá cây rẻ nhất cũng lên đến hàng triệu, có những loại lên đến 4-5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trao đổi với đất Việt thì nhiều nghệ nhân trong giới cây cảnh khẳng định bonsai tuy có mang nhiều sắc thái nhưng bàn về giá trị tiền tỷ thì đa phần đều không xứng đáng. Tiêu chí cốt lõi để đánh giá giá trị của một cây cảnh chính là cổ, kỳ, mỹ. Trong đó yếu tố cổ được đưa lên hàng đầu tiên, vì một cây dù độc đáo đẹp đến mấy mà không có tuổi thọ lâu đời thì đó cũng chỉ là một cây tầm thường. Trong khi đó, những cây bonsai tại Việt Nam thường thì chỉ có tuổi đời từ 10 đến 15 năm. So với tuổi thọ của cây thì thời gian này chỉ là thời niên thiếu, nghệ nhân Đỗ Trọng Nam Định chia sẻ. Theo ông Trọng thì cây bonsai có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau đó nó được phổ biến sang Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau khi họ phát hiện trên núi có những cây nhỏ mọc hoang dã giống cây cổ thụ, có sức sống mãnh liệt trong mọi điều kiện khó khăn. Sau đó người ta đem nó về trồng trong chậu nhỏ và cắt tỉa, uốn sửa lại cho dáng nó đẹp hơn. Lối chơi cây bonsai sau đó được du nhập về Việt Nam chứ không phải là những tinh túy của dân tộc, không phải là cây cảnh truyền thống của Việt Nam, cây thế Việt Nam. Tại Trung Quốc hay là Nhật Bản thì cũng có những cây bonsai có tuổi đời hàng trăm năm, nhưng những cây đó rất hiếm được đưa vào bảo tàng cây cảnh. Còn ở Việt Nam, bonsai được làm tràn lan phục vụ nhu cầu sính ngoại của một số người, ông Trọng cho biết. Theo ông Trọng thì cây bonsai nó cũng giống như cây ngoại đang có hiện tượng thổi giá so với thực tế của nó. Trong giới chơi cây chuyên nghiệp thì cây bonsai chỉ chơi thêm, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Việc có cây bonsai trong bộ sưu tập của mình hay là không có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng của vườn cây. Nhưng với cây cảnh truyền thống thì lại khác. Một vườn cây được coi là tinh túy giá trị, phải có một tác phẩm nổi trội giữ linh hồn cho cả khu vườn. Nghệ nhân Bùi Văn Hậu Bình Dương cũng cho rằng nhiều tác phẩm bonsai tại lễ hội triển lãm suối tiên đang bị đẩy giá lên cao so với giá trị thực. Hiện nay những cây cảnh có giá trị tiền tỷ thực sự ở Việt Nam không phải nhiều. Tính ra mỗi tỉnh thành có khoảng chục cây, trong khi đó lễ hội triển lãm này lại có hàng loạt những cây bonsai. Cây nào cũng có giá trị tỷ đồng thì cũng không đúng cho lắm, ông Hậu nhận xét. Ông Hậu lại ví dụ về nhiều cây mai, chiếu thủy trưng bày tại lễ hội chỉ đạt được về độ thẩm mỹ, nhìn nhỏ nhắn nên có dễ thiện cảm với người nhìn. Nhưng với dân chơi cây chuyên nghiệp thì cây đó không được đánh giá cao. Cây bị can thiệp quá nhiều khiến cho da săn rui, tuổi đời ít nhưng người xem có cảm giác cây đó đã có hàng chục năm tuổi, ông Hậu nhận xét. Mặc dù vậy thì chủ nhân của một cây bonsai có tác phẩm đạt huy chương vàng trong lễ hội triển lãm bày tỏ với đất Việt. Để định giá cây rất khó bởi vì phụ thuộc vào sở thích mắt nhìn của từng người. Cây bonsai cũng là một nghệ thuật, để tạo nên tác phẩm bonsai đẹp cũng phải bỏ công sức, thời gian, thậm chí là tiền bạc. Cây bonsai độc đáo ở chỗ là có nhiều tư thế làm mà cây cảnh truyền thống không thể tạo ra được. Cùng với đó là cây cũng thể hiện sức sống kỳ diệu, khi giữa những thành cây như gỗ lũng nhưng vẫn phát triển sinh sôi nảy nở. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta được nhận thông báo mỗi khi có thông tin mới. Bây giờ quý vị có thể nhấn vào đây chúng ta xem tiếp một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.